Sắp tới ngày Valentine rồi mà nếu như bạn nào chưa tìm được một món quà để tặng cho nửa kia của mình thì hãy xem hết video này của mình nhé. Đôi này thì mình đặt một thỏi son và được shop tặng kèm thêm một cái túi rút vải nhung rất là xịn sò luôn. Mình bắt gặp em son này ở trên TikTok của một chị nước ngoài và kiểu mình bị đổ cục ngay từ cái nhìn đầu tiên do cái vỏ son nó quá là xinh. Cũng chả biết là mấy tuổi rồi mà còn thích những cái thiết kế như thế này nữa. Và mình thấy nó có một cái điểm trừ là cái phần nắp son đấy mọi người. Khi mà mới đầu mình khui ra thì mình thấy nó hơi bị dính, nhưng mà tầm khoảng 1-2 ngày sau khi sử dụng thì nó không còn hiện tượng như thế nữa. Cái vỏ son nó đã xinh rồi mà cái màu son nó còn xinh hơn thế nhiều. Đây là một cái tổ hợp màu rất là lạ, vừa có cả nâu, cả hồng, cả đỏ trong đó. Nếu như mà chúng ta đánh nhạt ý, nó sẽ ra một cái màu MLBB rất là xinh. Còn nếu như mà đánh đậm chuẩn thì nó sẽ trở thành một cái màu nâu hồng rất là cá tính luôn mọi người ơi. Chất son của bạn này mới đầu khi mà đánh lên trên môi ý, thì nó sẽ là dạng lỏng như nước. Xong rồi tầm khoảng 1-2 phút sau thì nó sẽ khô lại trở thành chất son kem lì. Và em này thì có một cái mùi kẹo ngọt rất là nịnh mũi.